Xin chào các bạn, tôi là Khánh Dura. Hôm nay câu lạc bộ rượu vang cổ có giới thiệu một chai rượu vang Seva Blanc, đây là chai Seva Blanc 1996, gọi là vintage rồi. Đấy, như bây giờ tôi đã nói là vintage thì là rượu vang nó phải có lâu năm. Đấy, đây là một chai cũng được hơn 20 năm rồi. Thì chai Seva Blanc này ấy, thì nó được trong năm chai rượu hàng đầu được Napoleon đánh giá và xếp hạng từ 18 5 năm. Đấy, đây là một chai rất đặc biệt, là nó được năm xếp hạng trong cái điều kiện như vậy. Thì cái chai này ấy, thì nó ở cái vùng Sardinia, Emilia, Sardinia. Đây là một cái mà trong cái con đường rượu vang số 1 Pháp ấy, thì họ có giới thiệu con đường rượu vang của Pháp. Cái vùng Sardinia này thì cái nó ở thuộc vùng Bordeaux. Thì riêng Bordeaux thì có một số cái vùng nổi tiếng, cái xã đấy, nó là mình gọi nôm na là một cái xã Saint-Émilion, mà cái xã Pôn Sắc, nó có những cái chai rượu hàng đầu là nằm ở những cái này, hoặc là ở Pomerol. Đấy là những cái chai này thì nó đặc biệt, nó nằm ở Saint-Émilion. Saint-Émilion thì chỉ có chai này là chai duy nhất được xếp hạng cao trong cái vùng Bordeaux. Thì cái chai này ấy, thì được đánh giá rất cao, nó được đánh giá rất là cao cấp. Thì ở vùng Sardinia ấy, thì nó là cái vùng mà nho Merlot là chủ yếu. Đấy. Thì cái chai này ấy, thì tôi được sưu tập là sưu tập chai này ở đây. Cái chai này thì hiện nay trị giá nó khoảng 30 triệu. Đấy, khoảng 30 triệu đây, 30 triệu. Nhưng mà mình uống khoảng 30 triệu một chai. Thì tôi cũng giới thiệu qua với Samuel, tôi đến đấy cũng được một số lần rồi. Nó vùng đất rất đẹp, những sa tô rượu nổi tiếng cũng đều có mặt ở đấy cả. Đấy, nó là nơi du lịch. Chai này ấy, theo như là đánh giá thì là nó uống rất là tròn tròn vị, mà nó chai này có thể để được khoảng 4-50 năm được, không vấn đề gì cả. Đấy, chai rượu để lâu, chai một chai sưu tập, nhà sưu tập họ phải sưu tập. Thì là năm 1996 ấy, thì không phải là một năm đặc biệt, nhưng mà đó là một cái năm cũng rượu vang nó cũng ngon, không phải năm đặc biệt mà được xếp hạng trong là rất ngon. Thì đấy, tôi nói như cái rượu cổ ấy, cái rượu rượu mà sưu tập ấy, thì có những chai mà anh mà sưu tập mà anh gặp may ấy, thì cái giá trị nó rất lớn so với sau này. Đấy, có những chai mà sau này để càng để càng giá trị, hầu như là nó không mất giá. Nhưng mà những thương hiệu nổi tiếng, tôi thì có một bộ series các cái chai rượu nổi tiếng của Pháp, tôi sẽ giới thiệu dần dần để các bạn biết và hiểu để đánh giá. Sưu tập rượu vang ấy thì là một cái thú, một cái thú, không những cái thú đấy, là một cái lĩnh vực mà có nhiều người đầu tư mà có thể thu hoạch hiệu quả được. Họ có thể có những cái hầm rượu vang, họ để có cái chai rượu càng ngày càng tăng giá. Ví dụ như cái chai này thì tôi xem trên mạng thì nó giá đấy so với ngày xưa thì nó đã nâng lên rất nhiều rồi. Đấy, sau nhiều năm là càng ngày nó càng nâng giá đấy. Tất nhiên có những chai rượu vang thì nó sưu tập lâu ấy, nó không lên giá, nhưng mà đa số những chai mà
nổi tiếng mà cộ thì nó đều có lên giá cả. Đấy là một cái kênh đầu tư theo tôi đầu tư rất là tốt, mà chúng ta có điều kiện chúng ta nên đầu tư. Nhưng mà cái rượu vang thì cái nhược điểm nhất là cái bảo quản của nó. Ở khí hậu Việt Nam này là khí hậu nhiệt đới gió mùa thì nó phụ thuộc hai yếu tố là nhiệt độ rất cao làm chai rượu rất là nhanh bị xuống cấp, cái thứ hai là cái độ ẩm của mình ở Việt Nam rất là cao. Độ ẩm Việt Nam là có những cái ngày nó 100% hoặc 90% thì nó ảnh hưởng rất lớn đến chai rượu. Đấy hai chúng ta chú ý hai yếu tố đấy thôi, thì cái kho bảo quản của chúng ta giữ cái độ ẩm nó hợp lý, nó từ 45 đến khoảng độ 70 là chúng ta chấp nhận được. Đấy, còn nhiệt độ thì tất nhiên là nó theo quy định là nó chung thì nó khoảng độ 18 đến 20 độ. Mà chúng ta để mà nó nhiệt độ càng cao thì nó càng nhanh lão hóa, đấy là quy định quy luật. Mà chúng ta để khoảng 23 24 độ là chấp nhận được. Chai này thì được đánh giá là 4.7 điểm trên thang 5 điểm. Là nó là một cái đánh giá rất là cao. Thì cái chai này ấy, thì được làm từ ba giống nho chính là giống nho Cabernet Sauvignon và nho Merlot, ba giống nho chính và nho Franc. Thì ba giống nho này là giống nho chính thì này thích hợp với rất là nhiều loại đồ ăn. Mà chai này thì thường thường là dịp đặc biệt chúng ta mới uống. Đấy, gọi là một cái chai rất quý. Đấy, thì đều là nằm trong top 1 trong các cái bảng xếp hạng. Đấy, các bạn ạ, đây là một cái chai rất là tuyệt vời. Thì, nếu mà về Việt Nam cả thuế thì nó khoảng 30 triệu một chai. Đấy, một chai rượu rất quý. Mà chai thì có thể để thêm khoảng 20 năm nữa, nhưng mà chúng ta bảo quản tốt chúng ta vẫn có thể để 20 năm nữa. Đấy là một chai biển rất quý, hôm nay tôi câu bộ thì cũng giới thiệu một chai như vậy, là một chai ở San Diego. Tôi cũng rất là cảm ơn mọi người ủng hộ cái câu bộ rượu cổ. Thì rượu cổ thì nó có như tôi nói nó rất là nhiều loại, chúng ta có thể là sưu tập rượu Việt Nam được, rượu whisky được, rượu Armagnac, cognac, các loại rượu mà nó có giá trị cao thì chúng ta nên sưu tập một cái rượu cổ. Thì ở đây thì chúng ta là một cái diễn đàn, chúng ta sao trao đổi các cái rượu với nhau, có thể buôn bán với nhau được. Tôi hy vọng là một cái trang web, trang trang tin rất là quý. Rất là cảm ơn các bạn. Những chai rượu vang này của chúng ta có điều kiện và mở, chúng ta nên uống khoảng 3 người để lại, mà nên uống một chai duy nhất. Có thể chúng ta khai vị bằng một cái rượu champagne hoặc là rượu vang trắng được, nhưng mà chúng ta uống chai thì chúng ta không nên uống bất cứ cái loại nào khác, vì cái chai nó rất là giá trị. Nói chung là nó dành cho những người cũng tương đối thành công trong cuộc sống hoặc là những người mà đam mê yêu thích. Tôi cũng xin hết cảm ơn mọi người.